đấu. Và đô này vừa đô đỏ của chúng ta vừa thi đấu rồi, không phải xem bóng tay đâu, trọng tài được ạ, chỉ xem đô và theo thôi. Đấu lèo số 2 trong buổi chiều ngày hôm nay, đôi Phạm Ánh Tiệp của Hà Tây mang khối đỏ nhất thắng gặp đôi Ngô Quốc Việt của Từ Sơn mang khối xanh xin đeo hai đô và giữa sới. Hai đô chuẩn bị nghe hiệu lệnh trong đài trống xe lại. Sau kêu bật này sẽ là kêu bật giải đầu lèo nhất, xin mời đô Ngô Thành Tân của Vĩnh Phúc đặng nhất thắng và đô Đỗ Khắc Hồng của Hà Nội xin theo. Hai đô chuẩn bị vào sới sau kêu bật này. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Hiện nay ở giải 2, đô Vũ Văn Xưởng của Bắc Linh vừa rồi đã toàn thắng đầu đèo 2 và đã lên gặp ban tổ chức xin giữ và được ban tổ chức chúng tôi chấp thuận. Đề nghị các quý đô mạnh dạn lên gặp ban tổ chức để đăng ký xin theo cái giải 2 trên. Của thể dục thể thao vừa rồi đã toàn thắng đầu đèo 3 của giải nhất, đã lên gặp ban tổ chức xin giữ và được ban tổ chức chúng tôi chấp thuận. Vâng, hai đô đứng dưới sới, chúng tôi xin công bố kết quả keo vật vừa qua. Ở keo vật vừa qua, đô Phạm Ánh Tiệp của Hà Tây mang khối đỏ toàn thắng đèo thượng số 2 trong buổi chiều ngày hôm nay.